Tỉnh Đồng Nai đang rà soát lại quy hoạch sử dụng đất cấp huyện giai đoạn 2021-2030, kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2025 và dự kiến sẽ hủy kế hoạch sử dụng đất của 535 dự án với diện tích hơn 4.600 ha. Ngoài ra, từ năm 2015 đến nay, tỉnh đã hủy kế hoạch sử dụng đất của 203 dự án nằm tại các huyện, thành phố Biên Hòa và thành phố Long Khánh. Các dự án đã bị hủy kế hoạch sử dụng đất những năm qua có tổng diện tích hơn 900 ha. Hiện nay, các huyện, thành phố đang phối hợp với các sở, ngành của tỉnh rà soát lại quy hoạch sử dụng đất cấp huyện giai đoạn 2021-2030, kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2025 và dự kiến sẽ hủy kế hoạch sử dụng đất của 535 dự án với diện tích hơn 4.600 ha. Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai cho biết, các dự án bị hủy kế hoạch sử dụng đất là do quá thời hạn quy định, nhưng chủ đầu tư chưa triển khai dự án, chủ đầu tư xin dừng dự án không còn phù hợp với điều kiện phát triển của địa phương. Bên cạnh đó còn do các dự án chưa vận động được xã hội hóa. Đồng thời, quá trình thực hiện dự án, công tác bồi thường giải phóng mặt bằng gặp khó khăn nên phải thay đổi địa điểm khác, dẫn đến chưa thực hiện thủ tục đất đai. Tương tự, Ban Quản lý các khu công nghiệp Đồng Nai thông tin thời gian qua, trong 31 khu công nghiệp đang hoạt động trên địa bàn tỉnh, có 59 dự án của doanh nghiệp ngưng hoạt động. Nguyên nhân dẫn đến các dự án phải ngưng hoạt động là do chủ đầu tư hoạt động không hiệu quả.